cho các bạn, đây là cái Lenovo Smart Display. Thì nó smart bởi vì nó trang bị cái Google Assistant, và gần như nó là cái sản phẩm của Google Assistant mà do Lenovo sản xuất, bởi vì có rất là nhiều cái tương tự như vậy với cái tính năng này. Và cái này là cái mà có nhiều tính năng nhất. Thì ví dụ như là các bạn có một cái loa thông minh ấy, thì các bạn có thể nói chuyện với nó qua cái âm thanh thôi, các bạn có thể hỏi nó này kia rồi Assistant. Thì cái này nó làm hẳn một cái màn hình, nó có loa, nó có camera, nó có mic. Do đó là ngoài cái chuyện chúng ta nghe nó nói, hỏi nó trả lời, chúng ta có một cái màn hình để chúng ta có thể hiển thị ở đây, và chúng ta có thể dùng nó để điều khiển cái đèn điện của chúng ta, bởi vì nó là Google Home. Và chúng ta có thể dùng nó để gọi điện thoại cho ai đó qua cái Google Duo, bởi vì nó có camera và mic, nó có màn hình để hiển thị. Và chúng ta cũng có thể dùng nó như là một cái khung tranh, nó lấy hình ở trên cái Google Photo chúng ta xuống. Do đó là nó luôn luôn update, cũng như là nó có những hình chụp rất là lâu, rất tuyệt vời như các bạn thấy ở đây. Trước khi mình thử thì mình trao đổi với nhau một chút xíu. Đây là cái display, nó có cái màn hình là 10 inch, tức là cái Google Smart Display lớn nhất hiện nay. Nó có loa để anh em có thể nghe nhạc, cũng như là nghe được cái Google Assistant nó nói chuyện. Nó có cái nút để anh em có thể tắt và bật microphone, hoặc là cái nút để mà tắt và bật cái camera nếu em không muốn. Và nó dùng điện, nó cắm vào hệ thống điện nhà anh em. Thì mình dùng một cái iPhone với ứng dụng Google Home để mình kết nối cái tài khoản Google cho nó. Và cái màn hình hiển thị của nó luôn luôn là như vậy. Đó, ví dụ như vậy, nếu mà ai đó gọi điện thoại đến cho mình có thể nhận được. Thì cái này gọi là cái Google Duo. Đó, thì có thể gọi âm thanh, hoặc là nó cũng có thể gọi được cái video. Đó, mình đang tắt cái màn hình, bây giờ mình mở ra. Đó, tắt này, mở này. Đó, thì bây giờ ví dụ như Trung DT đang gọi cho mình, thì mình có thể nhìn và nói chuyện với Trung DT. Chào Trung DT. Chào anh, đang thử cái gì phải không? Anh đang thử Google Duo thôi. Thấy cái màn hình nó rộng. Rồi, ok. Bye bye nha. Thì cái đó là người ta gọi tới, thì mình cũng có, mình dùng voice nó mới là quan trọng. Ví dụ bây giờ mình sẽ dùng nó để điều khiển cái đèn này. Way to get home by car is via Trongsa and will take about 31 minutes in heavy traffic. Thì anh em thấy rằng bởi vì nó biết được rằng mình đang ngồi đây, mình đang nói chuyện, do đó nó báo cho mình biết rằng là đây bây giờ nếu mình về nhà bằng cái đường Trường Sa thì sẽ tốn 31 phút cho 8,1 cây khi về nhà mình, bởi vì nó có thông tin của cái Google của mình, cho đó nó biết được là nhà mình ở đâu, cái chỗ làm việc mình ở đâu, mà nó về bao nhiêu đâu. Đó, hey Google, turn the light into candlelight. Okay, changing the light to candlelight. Anh em thấy là mình vừa điều khiển cái đèn này qua cái màu candle. Và với một cái smart speaker thì chúng ta phải tất cả dùng bằng voice. Tuy nhiên chúng ta còn có một cái màn hình cảm ứng ở đây, thì chúng ta có thể chọn hay là chúng ta có thể chỉnh thêm bằng những cái công cụ như thế này, chứ không nhất thiết là chỉ đơn giản là chỉnh bằng voice thôi. Đó, nó thuận tiện rất là nhiều, chúng ta có thể tương tác được với nó. Hey Google, how to make beef steak? Here are some recipes I found. Đó. Hoặc là nếu anh em buổi sáng em dậy, anh chỉ cần nói là hey Google, good morning. Hello Mark. Mình để cái tên con của mình. Và anh em thấy rằng là nó sẽ nói tất cả những cái thông tin về những cái gì chúng ta quan tâm vào buổi sáng nếu chúng ta nói cái good morning. Và mình hy vọng rằng rất là sớm thôi cái Google Assistant sẽ hỗ trợ tiếng Việt, và chúng ta có thể trao đổi với nó được rất là nhiều hơn những thông tin về tiếng Việt. Hey Google, interpreter mode. What language should I interpret to? Vietnamese. Okay, before you start talking, make sure to wait until you hear this sound. Let's start. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Hôm nay bạn khỏe không? How are you today? Ta muốn tìm một cái khách sạn gần đây. I want to find a hotel recently. Mày có biết khách sạn nào tính theo giờ không? Do you know which hotel is calculated by the hour? Rất là hay, các bạn thấy rằng là cái màn hình này nè, nó giống như là một cái trợ lý ảo. Và nó không chỉ có mic, không chỉ có loa để chúng ta nghe, mà nó còn có một cái màn hình lớn để nó hiển thị những cái thứ
mà chúng ta muốn thấy, và thậm chí chúng ta còn có thể touch để chúng ta tương tác với nó nữa. Đó. Và mình có kết nối cái Spotify của mình vào đây và nó có thể nhận cái giọng của mình để nó mở nhạc cho mình nghe. Và khi nào các bạn muốn thoát ra khỏi ứng dụng thì các bạn có thể im một lúc thoát, hoặc là các bạn gạt như vậy thì nó sẽ đưa về home. Hey Google, play Pink Floyd. All right, playing Pink Floyd on Spotify. Hey Google, volume to one. Đó, nó chỉnh volume bằng voice, hoặc là anh em có thể kéo từ dưới cái màn hình này lên đó, để anh em chỉnh âm lượng hay là ánh sáng hay hẹn giờ gì đó. Hoặc là anh em nói là Hey Google, remind me in 30 minutes. Go home. Đó, các bạn thấy rằng là nó rất là dễ dàng để các bạn có thể tương tác với nó. Khi mà các bạn có thể nhìn thấy được thêm cái hình ảnh thì cái smart display nó vượt trội hơn nhiều so với lại những cái smart speaker ở cái chỗ đó. Ví dụ các bạn có HomePod hay các bạn có những cái loa của Google hay của Alexa hay là của Microsoft gì đó thì các bạn có thể nói nó nhiều về âm thanh, nghe nó nói này nọ, nhưng mà nó không hiển thị được như là cái của Google này, của cái Lenovo làm cho nó này. Đấy. Và thiết kế thì các bạn thấy rằng là nó khá là hiện đại. Bên này là cái loa, bên này là một cái màn hình nhìn rất là đẹp. Ở phía sau nó được ốp che và nó có một cái phần thiết kế lồi ra như vậy để giữ cho cái chân nó nằm như vậy. Và nó chỉ có một cái tên của Lenovo nhỏ nhỏ phía sau này thôi. Vì hầu hết cái màn hình này thì nó là cái thành phần của Google thôi. Hey Google, show me my photo. Mình rất thích cái này. Mình để nó ở trên bàn làm việc, cái hình ảnh mới chụp buổi sáng. Hoặc là mình để nó ở trên cái phòng bếp nấu ăn của vợ mình, hay trên bàn con mình nó học á, thì hình ảnh nó cứ chạy qua chạy lại, nhìn nó vui lắm. Và nó update liên tục, hoặc là tìm những hình ngày xưa. Tức là chúng ta có thể tương tác với nó. Nó hiện đại rất là nhiều một khung tranh, nó hiện đại rất là nhiều một cái smart speaker. Rồi, xin cảm ơn các bạn.